Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Hôm nay là ngày 28 tháng Chạp nhâm dần, tức là ngày 28 Tết. Nói về cá thu nướng, cá thu biển. Cá thu nướng thì hầu như ở trong miền Nam, tức là và miền Trung và miền Nam, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh trở vào Phan Thiết là rất là nhiều cá thu nướng và các loại cá nướng. Đây là những món ăn đặc sản của vùng biển. Còn tại Hải Phòng thì cá thu nướng thì là cũng có nhưng mà rất ít nơi người ta nướng. Do vậy là hôm nay tôi đang giới thiệu với các bạn một chương trình cá thu nướng tại Hải Phòng. Mà hiện nay là tại Đông Khêu của Hải Phòng có một người dân người ta đi đánh cá, bắt cá và người ta mua cá về người ta nướng. Hiện tại là cá thu nướng ở Hải Phòng là rất hiếm. Do vậy là các bạn hãy theo dõi chương trình cá thu nướng của một anh bạn. Trước khi là ta muốn nướng cá thì ta phải đi mua cá về. Ta phải đặt cá từ mấy hôm trước. Bởi vì đến hôm nay là không thể có cá nữa. Bởi vì hôm nay là cắt tất cả các tàu thuyền ở ngoài khơi, người ta nghỉ ăn Tết, người ta không đi đánh lưới nữa. Do vậy là ta phải đặt từ trước thì mới có cá để mà ăn. Còn hiện tại bây giờ các bạn theo dõi trên màn hình là muốn nướng được cá thì ta phải đi mua tre. Trước tiên ta phải đi mua những cái thanh tre già, chắc, dày để sau này về ta nhập cá. Ngoài ra ta phải đi mua những cái dây thép để ta buộc hai đầu của cái thanh tre đó để ép con cá vào giữa thanh tre, hai thanh tre. Sau khi đã ép hai con cá và ép con cá vào hai cái thanh tre đó và ta buộc lại và ta vít hai cái đầu của thanh tre lại, đồng thời như vậy là rạch con cá ra, mổ lấy ruột vớt đi, lấy mang vớt đi. Sau đó ta sẽ rửa sạch sẽ và ta cho lên bếp nướng. Bếp nướng thì gồm có những cái gì các bạn theo dõi. Là bếp nướng là chủ yếu là ta kê gạch lên và than hoa. Ta mua than hoa và ta mua cái loại than hoa nó sạch sẽ, nó thơm tho. Và cái loại than hoa nó đắt tiền thì nó mới nướng cá nó mới ngon được. Thì tất cả cái mùi thơm của than củi, mùi đất trời nó quyện vào con cá thì ăn nó mới ngon. Mà riêng con cá này khi ta nướng lên cái ta ăn ngay thì phải nói cực kỳ là ngon luôn. Đấy là cá biển. Toàn bộ cá này là cá thiên nhiên, rất sạch. Thế nên là các bạn theo dõi như vậy trên màn hình như vậy, những bác thợ nướng cá, bác ấy đang làm những con cá. Bây giờ người ta đang vít những cái đầu thép, những cái dây thép người ta buộc vào, ta vít hai cái thanh tre để người ta làm cho nó chắc chắn. Sau khi người ta nướng thì nó sẽ không bị bung ra, không bị bật ra. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là rất nhiều cá thu. Anh ta mua cỡ khoảng 20 con cá thu. Hiện nay anh ta đang chuẩn bị bắt đầu đưa vào cái khâu nẹp cá. Trước khi nẹp cá là ta phải buộc một đầu nẹp tre lại. Sau khi buộc chặt một đầu nẹp tre lại thì khi ta cho cá vào thì ta sẽ giãn hai cái nẹp tre ra. Giãn hai cái nẹp tre ra và cho con cá vào giữa của hai cái nẹp tre đó. Cho hai con cá vào cái nẹp tre đó thì ta phải cho phần đuôi trước, phần đuôi xuống bên dưới và phần đầu bên trên. Đấy, sau khi ta cho con cá vào rồi ta như cân chỉnh cho nó cân đều con cá ra, không bị lệch lạc, không bị sọc sạch, thì bắt đầu nhà ta sẽ dùng dây thép ta buộc đầu bên trên lại. Khi ta đã buộc chặt đầu con cá lại rồi thì ta sẽ dùng dao ta khứa cái bụng con cá ra để khi ta nướng con cá nó nở ra thì nó không bị vỡ. Đấy, đồng thời như vậy là cho con cá, thứ nhất là nó không bị vỡ cá, thứ hai nữa là con cá nó sẽ chín và nó chín đều, nó không bị con cá nó chín đều, nó chín từ ngoài vào trong, cho nên là cái mùi của củi nó rất là thơm thì nó sẽ đượm vào trong cái con cá đó. Do vậy là con cá thu khi ta nướng lên thì nó rất là thơm và ngon. Mùi củi là của cây. Còn khi ta nướng là ta nướng than, toàn bộ than là ta để dưới đất ta nướng thì nó sẽ có cái mùi đất trời, như vậy nó rất là thơm và ngon. Do vậy là các bạn hãy theo dõi chương trình tiếp tục
của cái chương trình Nướng Cá Thu. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Go, 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 go
À, như vậy là mỗi một con cá thu là nặng khoảng 2 cân 8 đến 3 cân. Thế sau khi hoàn thành con cá thu nướng chín thì gia đình người ta bán với giá là 500 ngàn đồng một con cá thu nướng. Khi ta mua cá thu về là ta chỉ việc ăn thôi, chứ ta không phải chế biến gì nữa. Còn nếu khi ta ăn không hết thì ta treo lên mái nhà, treo lên cao. Đấy là cái quy trình bảo quản cá thu thế. Nếu mà thời tiết mà rét như thế này thì là ta cứ treo lên như thế thôi. Còn nếu mà thời tiết mà nồm nồm mà nắng ấy, thì là ta sẽ cho vào trong tủ lạnh, cái ngăn mát ta để thì ta sẽ ăn được lâu dài. Công đoạn ép cá
buộc cá là đã xong. Hiện bây giờ là anh ta đang dùng con dao để anh ấy khía từng con cá ra một. Bởi vì là khi khía con cá ra là cái thứ nhất là khi nướng nó không bị bí hơi, nó không bị vỡ. Cái thứ hai nữa là khi khía con cá ra như thế thì nó sẽ chín từ ngoài, chín vào trong. Và nó sẽ ngấm cái mùi của than củi của đất trời. Do vậy là khi nướng con cá lên ăn rất là thơm. Anh ta đang diều than ra, có nghĩa là diều than ra toàn bộ cái khu vực mà anh ta sẽ để cá. Đây là than, là toàn bộ than hoa. Than hoa này là than là của những cái cây củi sạch, những cây củi tốt, những cây củi thơm. Là người ta đốt lên như vậy, là người ta lấy cái than, sau đó như vậy mình dùng cái than đó đốt lại thì nó sẽ hồng và nó sẽ chín cá. Sau khi đã diều than ra xong thì ta sẽ chuyển toàn bộ cá từ bên trong. Sau khi ta nướng cá thì là ta khi ta nướng cá đấy thì ta sẽ phải rửa sạch sẽ con cá và ta sẽ đặt con cá lên trên cái bếp than của mình. Bếp than có nghĩa là gì? Ta kê bằng gạch đấy, ta không có bếp than hiện đại thì ta kê bằng gạch. Thì như vậy là kê hai đầu lên thì con cá nằm ở giữa, thì khi than hồng lên thì con cá nó sẽ chín và ăn rất là ngon và thơm. Đây là cái cách chế biến cá nướng của người dân Hải Phòng miền ven biển là như thế này. Đây các bạn đang theo dõi, mỗi một mẻ cá là các bạn đang theo dõi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, cỡ khoảng 9 con cá thì sẽ đặt được một cái bếp như thế này. Đấy, sau khi cá chín thì bắt đầu như vậy là anh ta sẽ đem đi bán cho từng người một, bởi vì là đây là cá này, toàn bộ cá này người ta đã đặt rồi. Đấy, khách hàng người ta đặt rồi, đặt bao nhiêu con thì anh ta làm bấy nhiêu con. Đấy, sau khi nướng xong thì anh ta sẽ chuyển đi toàn bộ số cá này cho những người dùng với giá trị là 500.000 một con cá thu nướng này. Con cá thu nướng này còn tươi nguyên, khi anh ta mua về là trị giá là 2,8-3 cân. Thì anh ta làm tất cả các thứ chế biến công xá vào thì anh ta lấy 500.000, mỗi một con cá anh ta chỉ lãi được có 100.000 thôi. Đấy là như vậy là chương trình cá thu nướng các bạn đang theo dõi ở Hải Phòng, phường Đông Khê. Sau khi công việc chuẩn bị làm cá, nẹp cá và nướng cá đã hoàn tất, bây giờ là thành phẩm của cá nướng các bạn đang theo dõi trên màn hình là những con cá thu nướng trông rất là vàng và thơm. Khói của than vẫn còn nghi ngút lên trên con cá còn nóng nguyên. Các bạn đang theo dõi toàn bộ số cá này là đã xong và chủ nhà người ta đã chuẩn bị xuất xưởng những lô cá này đi giao cho các nhà hàng và các khách hàng người ta đặt hàng. Đấy, các bạn theo dõi những con cá thu rất là vàng, thơm, ngon. Chương trình cá thu nướng tại Hải Phòng đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.